Được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhadathoangtien.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho các chàng một căn mini phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Cây Trâm, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 5m và độ dài là 13m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và 3 lầu. Cơ quan sử dụng của căn nhà chúng ta có một phòng khách, một phòng bếp, một gara để xe hơi, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ ông giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp với lại quý hàng thuộc mệnh Đông tứ trạch. Và căn nhà mình thì chỉ cách đường Cây Trâm khoảng 50m thôi. Chúng ta có một cái con hẻm trước nhà. Xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào căn nhà của chúng ta. Cũng như mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường để cho khách hàng tham quan. Đây là con đường để đi ra trục đường Cây Trâm. Và từ vị trí căn nhà mình thì ra đến Cây Trâm thì khoảng 50m. Và giá căn nhà mình thì bây giờ đang được chủ nhà giảm giá rất là nhiều. Chỉ có 6 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng để khách hàng có thể sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 5m và độ dài là 13m. Cũng như căn nhà mình thì cũng đã được chủ nhà phun một số nội thất, cũng như bên trong căn nhà của chúng ta thì được ốp rất là nhiều gỗ. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu trước nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến chúng ta có thêm một bộ cửa nhôm xin pha kế tiếp, được làm từ chất liệu nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì phòng khách căn nhà chúng ta cũng đã được trang trí một bộ bàn ghế sofa. Và hai bên tường của chúng ta thì cũng đã được ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5m chúng ta. Rất là đẹp, cũng như cùng với đó hệ thống trần chúng ta được ốp gỗ. Và chúng ta có treo những cái bức tranh rất là đẹp. Cũng như bộ bàn ghế sofa và bộ bàn ghế ăn thì khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được chủ nhà tặng lại cũng như để lại cho khách hàng chúng ta. Chỉ với cái giá hơn 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu được một căn nhà ngang 5m và độ dài là 13m, nằm trên trục đường Cây Trâm, phường 9 của quận Gò Vấp này. Đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Và phòng khách căn nhà chúng ta thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80. Di chuyển vào bên trong một chút là khu vực không gian cầu thang căn nhà chúng ta. Thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Đối diện dưới chân cầu thang chúng ta có một cái hòn năm bộ khô. Cũng như đối diện cầu thang chúng ta có một cái tủ rượu được làm từ chất liệu gỗ sồi. Và sàn nhà của chúng ta thì trần nhà chúng ta được ốp toàn bộ là gỗ trang trí rất là đẹp. Cũng như di chuyển vào bên trong một chút là khu vực không gian bếp của căn nhà chúng ta, thì
phòng bếp căn nhà chúng ta cũng đã được chủ nhà trang trí chúng ta một bộ bàn ăn 6 ghế, cùng với đó là hệ thống trần được ốp gỗ, và xung quanh tường chúng ta thì được ốp gạch đá cao lên kín tường, cũng như không gian phòng bếp căn nhà chúng ta thì kệ bếp, tủ bếp căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gỗ nhập và mặt đá hoa cương. Phía sau căn nhà chúng ta là một cái nhà vệ sinh. Đây là cái nhà vệ sinh chữ trệt. Nhà vệ sinh chữ trệt thì mình phục vụ khu vực ở dưới tầng trệt này, khu vực phòng khách, khu vực phòng bếp căn nhà. Giờ mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng một căn nhà có diện tích là ngang 5m và độ dài là 13m, nằm trên trục đường cây Trâm, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì được tặng một số nội thất, cũng như căn nhà của mình được ốp rất là nhiều gỗ. Và căn nhà này thì chủ nhà đang cần tiền cho nên là giảm giá cho khách hàng. Thì căn nhà này bây giờ chỉ còn lại 6 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì khách hàng thuê sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 5m và độ dài là 13m. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực tầng lửng của căn nhà. Phía trước tầng lửng căn nhà chúng ta thì có đúc ra một khoảng thêm khoảng 2m phía bên ngoài để chúng ta có thể để làm phòng học, phòng máy vi tính, cũng như phía bên ngoài này chúng ta có thể làm một cái phòng tiếp khách nhỏ ở phía bên ngoài. Cùng với đấy là hệ thống đèn trần, toàn bộ căn nhà chúng ta được ốp gỗ rất là đẹp. Cũng như mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sau để mình đến với lại phòng khách phía sau của căn nhà. Đây là khu vực phòng khách phía sau căn nhà chúng ta. Thì bên ngoài chúng ta có những cái lam gỗ trang trí rất là đẹp, cũng như bên trong phòng khách căn nhà chúng ta thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá giả gỗ, cũng như trần nhà chúng ta thì được ốp gỗ. Và bên trong phòng khách thì chủ nhà đã đóng sẵn chúng ta kệ để tivi, cũng như phía sau chúng ta có một cái cửa để mở ra cái giếng trời phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là mát. Và khu vực tầng lửng của căn nhà chúng ta thì cũng có một cái nhà vệ sinh rất là phù hợp cho khách hàng chúng ta có nhu cầu làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình, cũng như phòng ngủ ở khu vực tầng lửng cho người lớn tuổi thì rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà để giới thiệu cho quý khách hàng. Chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì ngoài khu vực hành lang chúng ta cũng có một bức tranh. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào phòng ngủ căn nhà chúng ta. Thì toàn bộ cửa căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gỗ sồi. Và bên trong thì phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cũng đã được đóng tủ quần áo, kệ để tivi. Như phía trước chúng ta có cửa để đi ra cái ban công phía bên ngoài, cũng như không gian phòng ngủ phía trước căn nhà chúng ta rất là rộng. Như mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh riêng biệt. Đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 căn nhà. Và mình sẽ di chuyển lại nhà vệ phòng ngủ số 2. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Thì bên trong phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cũng đã được chủ nhà đóng sẵn kệ để tivi, cũng như tủ quần áo. Và mỗi phòng ngủ chúng ta thì cũng đã được gắn một cái máy lạnh. Khi chúng ta mua căn nhà này thì một số nội thất trong căn nhà này sẽ được gia chủ cũng như chủ nhà tặng lại hết cho chúng ta, chỉ với cái giá hơn 6 tỷ một chút xíu thôi là quý nhà có thể sở hữu được một căn nhà có diện tích là ngang 5m rất là thông thoáng này. Đây là phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường cây Trâm, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà rất là gần với lại công viên làng Hoa, cũng như gần chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây.
Và đặc biệt có căn nhà này là đang được chủ nhà giảm giá với một cái mức giá rất là mạnh, chỉ có hơn 6 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 5 mét và độ dài là 13 mét này. Rồi đây là nhà vệ sinh có phòng ngủ số 3 căn nhà chúng ta. Thì toàn bộ nhà vệ sinh chúng ta có một cái vách ngăn tắm kính cũng như một cái vòi sen tắm. Đây là khu vực không gian của phòng ngủ số 4 căn nhà chúng ta. Thì chúng ta có 4 phòng ngủ là giống nhau. Mình sẽ chiếu sơ qua cũng như 6 nhà vệ sinh của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực ở sân thượng. Thì từ vị trí căn nhà này chúng ta di chuyển về trung tâm. Chúng ta có thể đi bằng đường Quang Trung và đường Trường Chinh. Thì từ vị trí này chúng ta về sân bay thì cũng chỉ khoảng 10 phút thôi, còn nếu chúng ta về sân bay về đến trung tâm thành phố thì chỉ khoảng 15 đến 20 phút là chúng ta đã về đến trung tâm của thành phố rồi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực sân thượng, mình sẽ chiếu ra khu vực phía trước. Chúng ta có một cái khoảng sân phía trước rất là rộng, cũng như bên trong căn nhà chúng ta thì chúng ta có thể làm phòng thờ phía bên trong căn nhà, như phía sau căn nhà chúng ta là một cái sân. À, sân phơi phía sau. Đây là khu vực sân phơi phía sau căn nhà chúng ta. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng ở trong những video tiếp theo.